Đắp mặt nạ là một bước vô cùng quen thuộc trong chu trình chăm sóc da. Tuy vậy, có rất nhiều bạn đắp mặt nạ lại thấy rằng da bị khô hơn, căng hơn, rát hơn, thậm chí là da nổi mụn nhiều hơn. Video hôm nay Hương sẽ tiết lộ đến bạn 4 bí quyết giúp bạn đắp mặt nạ tối ưu để có một làn da căng mướt hơn, mịn màng hơn và hấp thu được tối đa dưỡng chất của mặt nạ. Tuy nhiên, trước khi bước vào phần chính của video ngày hôm nay, Hương rất hy vọng rằng bạn sẽ dành một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta sẽ được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Bí quyết đầu tiên, bạn hãy lựa chọn mặt nạ phù hợp với tuýp da của bạn. Có rất là nhiều bạn chúng ta thuộc tình trạng là da dầu, mụn, lỗ chân lông to và sau khi đắp mặt nạ xong chúng ta bị nổi mụn, chính là bởi trong cái thành phần mặt nạ đó có thể có chứa oi và khiến da của bạn bít tắc hơn. Vì vậy, nếu bạn thuộc tuýp da dầu, mụn và lỗ chân lông to, sẽ ưu tiên mặt nạ dạng giấy, cấp ẩm cho làn da và có thể có chứa một số thành phần như là HA này, glycerin này, B5 này, hay là có thể rau má này, hay là trà xanh hoặc là nha đam. Nếu bạn thuộc tuýp da thường, da khô, da lão hóa, đang cần cấp ẩm nhiều, có thể ưu tiên mặt nạ có chứa oi hay là mặt nạ có chứa vitamin E. Còn nếu bạn mong muốn rằng làm sáng da, hỗ trợ cho việc điều trị sắc tố, có thể ưu tiên mặt nạ có chứa thành phần là vitamin C. Bạn đang dùng mặt nạ của hãng nào? Hãy comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha. Bí quyết thứ hai giúp mặt nạ hấp thu tối đa được dưỡng chất cũng nhằm giúp chúng ta bảo quản mặt nạ tốt hơn, chính là chúng ta hãy bảo quản mặt nạ ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Việc để mặt nạ trong ngăn mát của tủ lạnh thì khi đắp mặt nạ lên này, bạn sẽ thấy rằng điều đầu tiên bạn sẽ được thư giãn hơn, bởi mặt nạ chúng ta sẽ là tạo cái sự mát mẻ cho làn da của bạn và tăng tối đa khả năng hấp thụ của mặt nạ hơn. Điều thứ hai này, khi đắp mặt nạ ở cái ngăn mát của tủ lạnh như vậy, chúng sẽ hỗ trợ làn da của bạn được se khít lỗ chân lông hơn. Và điều thứ ba, nếu bạn nào đó gặp tình trạng là da đang bị kích ứng, bị đỏ rát, bị mẩn ngứa, nếu như bạn có một miếng mặt nạ để trong ngăn mát của tủ lạnh thì chắc chắn rằng cái tình trạng kích ứng làn da của bạn sẽ giảm thiểu rõ rệt. Bí quyết thứ ba là về các bước đắp mặt nạ làm sao để tăng hiệu quả hấp thụ. Bước đầu tiên, bạn hãy làm sạch da thật là kỹ. Bạn biết rằng nếu chúng ta không làm sạch da kỹ thì tất cả những cái dầu thừa, bụi bẩn, kem chống nắng hay dưỡng ẩm còn sót lại ở trên da của bạn và chúng sẽ ngăn cái sự thẩm thấu của mặt nạ vào sâu bên trong da. Vậy bước đầu tiên, bạn hãy tẩy trang này, sau đó dùng sữa rửa mặt. Và nếu như bạn có thời gian hơn, chúng ta có thể là tẩy tế bào chết, có thể sử dụng là tẩy tế bào chết vật lý hoặc là hóa học, giúp loại bỏ đi những cái tế bào già cỗi ở trên làn da của bạn. Thì sau đó bạn đắp mặt nạ, chúng sẽ vừa tăng khả năng là hấp thụ dưỡng chất. Ngoài ra thì tẩy tế bào chết xong này thì da của bạn cũng cần một cái lượng lớn là dưỡng chất hấp thụ vào. Vì vậy đắp mặt nạ sẽ tăng được cái khả năng là giảm cái tình trạng da của bạn đỏ rát sau khi bạn tẩy tế bào chết xong. Và sau khi đắp mặt nạ ở vùng mặt xong thì chắc chắn rằng trong cái túi mặt nạ của bạn sẽ còn chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất còn dư thừa. Bạn đừng vội bỏ đi, hãy dùng cái dưỡng chất đó để massage cho vùng cổ này hoặc có thể là vùng tay. Nhiều bạn chỉ quan tâm đến cái vùng da mặt thôi mà ít chú ý đến vùng da cổ. Sau này khi mà da chúng ta lão hóa, bạn sẽ thấy rằng là cái vùng da cổ của chúng ta là không ăn khớp với vùng da mặt và từ đó có thể khiến bạn trông già nua đi hơn, thiếu sức sống hơn. Bí quyết thứ ba đó chính là về thời gian đắp mặt nạ. Có rất là nhiều bạn hỏi chúng ta cần đắp mặt nạ trong thời gian bao nhiêu lâu. Thực tế là chúng ta sẽ không có cái thời gian nào cố định cả, mà hãy nghe ngóng trên làn da của bạn. Bạn có thể đắp mặt nạ khoảng tầm 10 phút đến 15 phút, nhưng hãy nghe ngóng rằng trên mặt nạ của chúng ta vẫn còn hơi ẩm một chút này để tránh tình trạng mặt nạ của chúng ta bị khô căng. Khi khô căng như vậy có thể tạo nếp nhăn ở cái vùng da của bạn và mặt nạ, khiến da bạn có thể bị nhăn nheo hơn. Vậy thì khoảng tầm 10 phút đến 15 phút và trên mặt nạ vẫn còn một chút hơi ẩm thì bạn có thể gỡ miếng mặt nạ ra. Và sau khi đắp mặt nạ xong thì chúng ta có nên rửa mặt lại hay không? Thì câu trả lời này nó sẽ tùy thuộc theo tình trạng da của bạn, tuýp da của bạn. Nếu bạn có tuýp da là da thường, da khô, da đang cần cấp ẩm rất là nhiều mà không hề bị nổi mụn thì bạn hoàn toàn không cần thiết phải rửa mặt lại. Bạn có thể chỉ lau qua một số cái gọi là cái lớp dầu ở trên làn da thôi, sau đó bạn có thể vỗ để tăng thẩm thấu và tiếp tục là bạn thực hiện thêm các bước dưỡng ở phía sau. Còn ngược lại, nếu bạn có tình trạng là da dầu, mụn, lỗ chân lông to và rất là dễ nổi mụn thì bạn sẽ nên rửa mặt lại bằng nước sạch. Lưu ý rằng là rửa mặt lại bằng nước sạch thôi, không cần thiết phải dùng tẩy trang hay là sữa rửa mặt nha. Sau bước làm sạch da như vậy, bạn tiếp tục sẽ bôi thêm các sản phẩm như là serum HA, sản phẩm dưỡng chất, sản phẩm treatment ở phía sau như là vitamin C hay là retinol. Và một lưu ý cuối cùng là chúng ta nên đắp mặt nạ với tần suất là bao nhiêu. Có nhiều bạn thì nghĩ rằng là đắp mặt nạ càng nhiều thì càng tốt, vì vậy các bạn đắp mặt nạ hàng ngày. Còn có rất là nhiều bạn thì mặc dù mua mặt nạ về rồi, chúng ta rất là lười đắp, thậm chí một tháng chúng ta đắp 1 đến 2 lần thôi. Thì cả hai cách này đều không tốt.
tần suất phù hợp để đắp mặt nạ cho làn da của bạn là khoảng tầm 2 lần một tuần. Và song song với việc là bạn đắp mặt nạ như vậy, chúng ta sẽ skincare hàng ngày bằng các sản phẩm serum cấp ẩm, dưỡng ẩm. Như vậy thì da của chúng ta sẽ vừa hấp thu được dưỡng chất, tránh tình trạng quá tải và tránh tình trạng bít tắc ở trên làn da. Trên đây chính là chia sẻ của Hương về 4 bí quyết giúp bạn đắp mặt nạ để có một làn da căng mướt và mịn màng hơn. Vậy trong quá trình skincare gặp bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.